Đoàn người đã đến bên ngoài khu vườn. Chuyển Luân Thánh Vương ra lệnh dừng xe lại. Ông đi bộ đến trước mặt Đức Phật, kế đó quỳ gối đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, thì ông bèn ngồi xuống bên trái Đức Phật. Đức Phật đáp ứng sự thỉnh cầu của Chuyển Luân Thánh Vương là giảng kinh thuyết pháp cho ông ta nghe, để ông ta có được pháp hỷ sung mãn. Sau khi Thế Tôn giảng pháp xong, ông ta quỳ gối chắp tay thỉnh cầu Thế Tôn. Thế Tôn, xin nguyện Thế Tôn và chúng đệ tử của Ngài nhận lấy áo quần, đồ ăn thức uống, chỗ ngủ nghỉ, thuốc thang của con để làm của cúng dường trong 3 tháng. Khi ấy Đức Phật y theo cách làm của chư Phật mà im lặng không nói gì. Nhận lấy sự thỉnh cầu của Chuyển Luân Thánh Vương, Chuyển Luân Thánh Vương biết được Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh cầu, nên vui mừng khôn xiết, đảnh lễ và nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng về bên phải, rồi hoan hỷ mà rời khỏi khu rừng Diêm Phù. Về đến cung điện, Chuyển Luân Thánh Vương công bố với toàn thiên hạ: hôm nay ta đã thỉnh cầu Bảo Tạng Như Lai tiếp nhận của cúng dường trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, phàm là tất cả những thứ mà ta yêu thích sử dụng, người dân phải đem đi cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Phàm những ai là thần dân của ta đều phải tuân theo cách làm này. Thần dân thiên hạ ai cũng vui mừng và hăng hái làm theo cáo thị.
Thế rồi, các vị đại thần của triều đình dùng bàn tấm để lát đất ở khu rừng Diêm Phù, dùng bảy loại báu vật như là vàng bạc châu báu để xây dựng một ngôi lầu thất bảo. Trên tất cả các cây xung quanh ngôi lầu thất bảo đều treo những tấm lưới bằng vàng trân châu và bảy thứ báu vật. Lại đem đủ loại hương thơm rải khắp xung quanh thân cây. Các loại hoa thơm cỏ lạ được sắp đặt khắp cả khu rừng. Ở phía dưới ngôi lầu thất bảo nguy nga tráng lệ mà Chuyển Luân Thánh Vương xây dựng dành riêng cho Bảo Tạng Như Lai, Chuyển Luân Thánh Vương khiến cho bánh xe báu bằng vàng bay trên không trung cách mặt đất bảy thước. Vua lại sai voi báu trắng mang đầy tràng phan bảo cái thời thời đứng trên đỉnh lầu thất bảo. Vua lại sai các ngọc nữ bảo đến trước mặt Như Lai dùng các thứ chiên đàn, ngưu đầu và hát trầm thủy tán bột mà rải nhẹ xung quanh đất Phật. Lại dùng viên trân châu mani lớn nhất, sáng nhất đặt trước mặt Đức Phật. Ánh sáng mà viên minh châu ấy phát ra và ánh sáng của bánh xe bằng vàng trên trời hòa quyện vào nhau, chiếu sáng khắp cả khu rừng bất kể là ngày hay đêm. Còn hào quang phát ra từ thân thể Bảo Tạng Như Lai chiếu sáng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Chuyển Luân Thánh Vương lại dùng chiên đàn ngưu đầu làm nguyên liệu để làm giường thiền và ghế thiền cho các vị đệ tử của Đức Phật, lại sai voi báu trắng. Mang theo dù và lỏng cho mỗi một vị đệ tử. Phía trước chỗ ngồi của mỗi một vị đệ tử lại có một mỹ nữ đẹp tuyệt trần ngồi đốt hát trầm thùy mà hầu hạ các ngài. Ở phía trước chỗ ngồi của mỗi một vị đệ tử cũng được trang trí một viên châu mani. Vua lại phái đoàn ca của hoàng gia vào rừng diễn tấu những điệu múa và những bài hát tuyệt vời vi diệu.
bên ngoài của khu rừng. Chuyển Luân Thánh Vương lại phái binh lính bảo vệ và duy trì trật tự. Bình minh mỗi ngày, Chuyển Luân Thánh Vương đều đến vườn Diêm Phù rửa tay, đích thân chuẩn bị các thức ăn ngon để cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Sau khi ăn xong, lại đích thân hầu hạ Đức Phật rửa tay và quạt cho Ngài. Một ngàn vị con trai của Chuyển Luân Thánh Vương và 80.000 vị đại thần đều theo cách làm của Chuyển Luân Thánh Vương đi đến cúng dường mỗi vị đệ tử của Phật. Chờ sau khi Đức Phật và các vị đệ tử dùng cơm xong, thì có vô lượng vô biên chúng sanh tiến vào vườn Diêm Phù để nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Khi ấy, trên không trung xuất hiện vô lượng vô biên người cõi trời. Những người cõi trời này vừa bay lượn vừa rải hoa và diễn tấu nhạc trời để cúng dường Đức Phật. Vô số thiên y, chuỗi ngọc và đủ các loại lỏng báu lại xuất hiện trên không trung và tự động bay lượn xoay chuyển. Lại có 40.000 giả xoa mặc áo xanh đến các nơi trên thế giới lấy vô số chiên đàn, ngưu đầu để cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Đến nửa đêm, Chuyển Luân Thánh Vương lại ra lệnh thắp lên vô lượng vô biên các ngọn đèn trong khu vườn. Trên đầu nhà vua đội một ngọn đèn, trên hai vai đặt hai ngọn đèn, hai tay cầm bốn ngọn đèn, trên hai đầu gối đặt hai ngọn đèn, trên hai bàn chân cũng đặt hai ngọn đèn. Cứ đốt như vậy suốt đêm để cúng dường Như Lai. Nhờ vào oai thần của Phật nên Chuyển Luân Thánh Vương cứ để yên như thế mà không hề thấy mệt mỏi, trong lòng lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, như vị tỳ kheo nhập vào cảnh giới thiền định thứ ba. Mỗi ngày, mỗi đêm, nhà vua cúng dường Như Lai đúng y như thế và duy trì trong suốt 3 tháng. 1.000 vị con trai và những vị đại thần dưới trướng của ông cũng làm đúng y như vậy để cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài trong 3 tháng. Chuyển Luân Thánh Vương lại ra lệnh cho viên quan trông coi quốc khố
lấy ra những thứ báu vật quý giá nhất, tất cả đều đem đến cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Sau khi Chuyển Luân Thánh Vương làm xong tất cả những việc cúng dường, lại thỉnh cầu Đức Phật, bạch Thế Tôn, do việc nước bận rộn, nếu có chỗ nào cúng dường chưa được đầy đủ, con xin thành thật sám hối. Chỉ xin Thế Tôn hãy ở trong rừng Diêm Phù lâu hơn nữa, để chúng con có thể thân cận Ngài thêm một chút nữa. Khi đó 1000 vị con trai của Chuyển Luân Thánh Vương cũng đến thỉnh cầu Đức Phật, cho mỗi người cúng dường Đức Phật và tăng đoàn trong 3 tháng. Đức Phật bèn lặng im và chấp nhận lời thỉnh cầu của họ. Chuyển Luân Thánh Vương và các vương tử thấy rằng Đức Phật đã đồng ý lời thỉnh cầu của họ nên rất vui mừng quá đỗi, hoan hỷ mà nhiễu quanh Phật 3 vòng rồi quay về nơi ở của mình. Vị thái tử thứ nhất của Chuyển Luân Thánh Vương có tên là Bất Huyễn Thái Tử, y theo cách làm của cha mà cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Chuyển Luân Thánh Vương cũng thường xuyên đến rừng Diêm Phù để nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Sau 3 tháng cúng dường, vị thái tử thứ nhất cũng lấy các bảo vật trong quốc khố cúng dường Đức Phật và tăng đoàn. Trong khi vị thái tử thứ nhất cúng dường Đức Phật và tăng đoàn của Ngài, thì Bảo Hải Phạm Chí đang đi khắp nơi trong nước bố thí rộng lớn, bất kể là nam hay nữ già trẻ, chỉ cần có khó khăn, đến chỗ Ngài ấy liền được đầy đủ. Nhưng phải đáp ứng một điều kiện của Ngài ấy: nếu quý vị chịu quy y Đức Phật, quy y chánh pháp, quy y tăng đoàn, phát nguyện sẽ thành tựu quả vị Phật, tôi sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của quý vị. Khi ấy, không có một ai không đến chỗ của Bảo Hải Phạm Chí để tiếp thọ sự quy y Tam Bảo và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Và họ cũng thỏa lòng ao ước khi nhận được những vật phẩm mà mình mong muốn. Bảo Hải Phạm Chí đã khiến cho vô lượng vô biên chúng sanh khi ấy được thỏa lòng mong muốn, nên điều phát nguyện sẽ thành tựu quả vị Phật. Sau 3 tháng thái tử Bất Huyễn cúng dường Phật và tăng đoàn, thì vị thái tử thứ hai là Ni Ma cũng y theo cách làm của cha và anh trai để cúng dường Phật và tăng đoàn trong 3 tháng.
tiếp theo là đến vương tử thứ ba tên là Vương Chúng. Vương tử thứ tư tên là Năng Giả La. Vương tử thứ năm tên là Vô Sở Úy. Vương tử thứ sáu tên là Hư Không. Vương tử thứ bảy tên là Thiện Tý. Vương tử thứ tám tên là Mẫn Đồ. Vương tử thứ chín tên là Mật Tô. Vương tử thứ mười tên là Nhu Tâm. Vương tử thứ 11 tên là Mông Dạ Nô. Vương tử thứ 12 tên là Ma Sư Mãn. Vương tử thứ 13 tên là Ma Nô Mô. Vương tử thứ 14 tên là Ma Tha Lục Mãn. Vương tử thứ 15 tên là Ma Xà Nô. Vương tử thứ 16 tên là Vô Cấu. Vương tử thứ 17 tên là A Xà Mãn. Vương tử thứ 18 tên là Vô Khuyết. Vương tử thứ 19 tên là Vân Nghĩa. Vương tử thứ 20 tên là Nhân Đà La. Vương tử thứ 21 tên là Ni Bà Lô. Vương tử thứ 22 tên là Ni Dạ Châu. Vương tử thứ 23 tên là Nguyệt Niệm. Vương tử thứ 24 tên là Nhật Niệm. Vương tử thứ 25 tên là Vương Niệm. Vương tử thứ 26 tên là Kim Cang Niệm. Vương tử thứ 27 tên là Nhẫn Nhục Niệm. Vương tử thứ 28 tên là Trụ Niệm. Vương tử thứ 29 tên là Viễn Niệm. Vương tử thứ 30 tên là Bảo Niệm. Vương tử thứ 31 tên là La Hầu. Vương tử thứ 32 tên là La Hầu Lực. Vương tử thứ 33 tên là La Hầu Chất Đa La. Vương tử thứ 34 tên là La Ma Chất Đa La. Vương tử thứ 35 tên là Quốc Tài. Vương tử thứ 36 tên là Dục Chuyển. Vương tử thứ 37 tên là Lan Đà Mãn. Vương tử thứ 38 tên là La Sát Lô Tô. Vương tử thứ 39 tên là La Gia Du. Vương tử thứ 40 tên là Viêm Ma. Vương tử thứ 41 tên là Giả Bà Mạ. Vương tử thứ 42 tên là Giả Xà Lô. Vương tử thứ 43 tên là Giả Ma Khu. Vương tử thứ 44 tên là Giả Đọa Thù. Vương tử thứ 45 tên là Giả Phả Nô. Vương tử thứ 46 tên là Giả Sa Nô.
vương tử thứ 47 tên là Nam Ma Thù Đế. Vương tử 48 tên là A Lam Già Nô. Cứ như thế, 1.000 người con trai của vua, mỗi một người đều cúng dường Đức Phật và tăng đoàn trong 3 tháng. Thank you.
Nam.